Đúng rồi. Từ nhỏ con đã bị nhốt ở đó. Rồi bao nhiêu lâu con lên đây? Từ lúc con mấy tuổi là con lên đây? Mẹ trả lời. Ta mẹ con nói cửa cho con nghe đâu. Có lúc là bắt máy nhưng mà không có nói chuyện, có lúc gọi là bị chửi luôn, cho nên là không, ba không có thăm, cũng không có gọi điện cho Nhi hết á, toàn là Nhi gọi thôi mà cũng không có được nói chuyện với ba. Sáng con đã thấy đói bụng nhưng mà con không ăn. Con ăn nhưng con bị đau bụng. Buổi sáng cỡ 9-10 giờ thì con mới ăn. Xong mà xong bây giờ sợ ăn buổi sáng có bữa với chưa nha. Bây giờ sợ
đi. Đi đi, sang Mỹ. Mỹ đi quay. Nhưng mà con có biết kiếm tiền không? Chưa giờ nhân phẩm lại đây đúng không? Có, nhưng mà không có nói gì ha. Là sáng vừa hả, phần sáng lại hớt sớm nên con cho hớt được. Xong không có hớt đâu, nói à, cô bái đi nó con có hớt không ạ? Xong đi hớt mấy bạn. Có 500 đó không, đỡ gì năm. Ha ha.
bỏ cái sạch sạch cái con không sao đâu. Làm cái nó còn ngọt hơn. Làm để có tiền sửa cho em. Sửa em đó. Tao có thể mua cái hộp sữa cho em nhưng mà chưa biết. Mua hộp sữa chuột quậy. Hộp sữa nhiêu? 120. Mình còn chưa có cây được gì nữa đó. Dạ. Rồi, cái trường chào. Chào.